Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay 5 tháng 4 và ngày mai 6 tháng 4 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Kính thưa quý vị, trong 24 giờ qua thì khu vực Kiên Giang ảnh hưởng bởi rìa phía tây nam của áp cao lạnh lục địa được tăng cường trở lại. Thời tiết 24 giờ qua vào đêm có mưa rào và dông rải rác, lượng và diện mưa tập trung từ khu vực hòn đất kéo dài xuống các huyện thuộc vùng Tây sông Hậu và U Minh Thượng. Ngày giảm mưa hửng nắng, chỉ còn mưa nhỏ vài nơi. Hiện tại thì áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường mạnh xuống phía nam, dùng áp thấp ở phía tây khu vực Tây Nguyên tiếp tục di chuyển về phía tây và suy yếu dần. Trong 24 giờ tới, khu vực Kiên Giang chịu ảnh hưởng của rìa phía tây nam áp cao lạnh lục địa được tăng cường mạnh trở lại sau có cường độ ổn định. Ngoài ra thì khu vực còn chịu ảnh hưởng kết hợp của rãnh áp thấp có trục khoảng từ 4 cho đến 7 độ dĩ bắc, có xu hướng nâng trục dần lên phía bắc và hoạt động mạnh dần lên với một vùng xoáy thấp có khả năng hình thành trên khu vực giữa biển Đông vào khoảng ngày 7 tháng 4. Sau đây sẽ là dự báo thời tiết cụ thể cho từng khu vực tỉnh Kiên Giang. Thời tiết tại khu vực thành phố Đạch Giá, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, ngày có lúc giảm mây hưởng nắng, gió đông bắc ở mức cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 cho đến 30 độ. Sang đến khu vực thành phố Hà Tiên, khu vực này nhiều mây có mưa rào và dông, ngày có lúc giảm mây hưởng nắng, gió đông bắc ở mức cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 cho đến 31 độ. Thời tiết khu vực Kiên Lương, Giang Thành và Hòn Đất Tại các khu vực này nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, ngày có lúc giảm mây hưởng nắng, gió đông bắc ở mức cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 cho đến 31 độ. Thời tiết tại các huyện Châu Thành, Tân Hiệp và Dòng Riền. Các khu vực này cũng nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, ban ngày có lúc giảm mây hưởng nắng, gió đông bắc ở mức cấp 3, nhiệt độ tại khu vực này dao động trong khoảng từ 24 cho đến 31 độ. Thời tiết tại các huyện Gò Quao, An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận và U Minh Thượng. Các khu vực này nhiều mây có mưa rào và dông nhiều nơi có nơi mưa vừa, gió đông bắc ở mức cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 cho đến 30 độ. Thời tiết tại khu vực thành phố Phú Quốc có nhiều mây đêm và chiều tối có mưa rào và dông, ngày có lúc giảm mây hưởng nắng, nhiệt độ dao động 24 đến 31 độ, gió đông bắc đến đông ở mức cấp 4, độ cao sóng từ 0,5 cho đến 1,5 m biển bình thường. Thời tiết khu vực gian bờ Kiên Giang, Nam Du và Phú Quốc có nhiều mây, đêm và chiều tối có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa. Nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, gió đông bắc đến đông ở mức cấp 4, độ cao sóng từ 0,5 cho đến 1,5 m biển bình thường. Dự báo thời tiết khu vực Phú Quốc, Nam Du và Thổ Chu. Tại khu vực này nhiều mây vào đêm và chiều tối có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa, nhiệt độ dao động 24 đến 31 độ, gió đông bắc đến đông ở mức cấp 4, độ cao sóng tại khu vực này từ 0,5 cho đến 1,5 m biển bình thường. Dự báo thời tiết cho khu vực Vịnh Thái Lan Tại khu vực Vịnh Thái Lan trời có nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Tại khu vực này, dông rải rác, nhiệt độ dao động từ 24 đến 30 độ, gió đông bắc đến đông ở mức cấp 4, độ cao sóng dao động từ 0,5 đến 1,5 mét biển bình thường. Lưu ý trong cơn dông có khả năng kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như gió giật mạnh, lốc xoáy và xét đánh có thể xảy ra. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai của Đài Phát Thanh và Truyền hình Kiên Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!